Trong phiên xét xử ngày 27 tháng 6, Nguyễn Đức Thị Dung, 28 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, khai rằng số tiền 2,5 tỷ đồng bị kê biên là của riêng Dung chứ không phải là tiền được chia chác trong phi vụ lừa đảo. Do lúc mới bị bắt, Dung muốn được tại ngoại, muốn được thả về nên Dung đã nghe theo lời của điều tra viên. Theo Dung, điều tra viên đã vận động Dung nộp số tiền 2,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Nếu như vậy sẽ sớm được trả tự do chứ không còn bị tạm giam. Chính vì vậy, Dung tin lời và vận động gia đình nộp 2,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Tại tòa, Dung khai vẫn có nguyện vọng lấy lại số tiền này bởi số tiền đó là tiền Dung buôn bán mỹ phẩm mà có được. Thì Dung nói rằng tại cơ quan điều tra, Dung được điều tra viên cầm tay chỉ việc đọc cho bị cáo nghe và ghi. Điều tra viên cung cấp cho Dung một số kiến thức pháp luật không chính xác. Nếu ở bên ngoài thì bị cáo đã tự tìm hiểu, còn lần này bị cáo đang bị tạm giam, đang ở trong bốn bức tường nên không có điều kiện tìm hiểu nên phải nghe theo lời. Dung trình bày, bị cáo khai đúng sự thật thì điều tra viên không cho khai, mà phải khai theo điều mà điều tra viên muốn. Điều tra viên nói nếu khai theo những gì chưa có chứng cứ thì vụ án sẽ kéo dài 50 năm, 100 năm cũng chưa hết. Dung nói, trả lời luật sư tại sao bị cáo không đến công an phường để trình báo việc mình bị bắt ký khống. Phương Nga trả lời rằng lúc đó bà Mai Phương hứa sẽ lo cho bị cáo. Bị cáo đã được bà Mai Phương hứa có chống lưng thì việc gì bị cáo phải ra phường trình báo. Sau đó Phương Nga tiếp tục khai báo, tôi và anh Mỹ yêu nhau thật lòng, tôi muốn có một công việc vì anh Mỹ không muốn tôi quá nổi tiếng. Tôi muốn mở spa nên tôi nói cho anh Mỹ, vì anh Mỹ là người yêu của tôi xác định một mối quan hệ nghiêm túc nên anh Mỹ phải lo cho tôi. Đây không phải là mối quan hệ qua đường, tôi làm công và nhận lương. Người phụ nữ quyền lực chỉ đọc thư giúp mẹ Phương Nga. Cũng trong phiên tòa, bà Nguyễn Mai Phương nói bà không gặp cán bộ quản giáo nào, còn người gọi cho bà xưng là quản giáo thì nhiều lắm. Bà Nguyễn Mai Phương tái khẳng định bà không tham gia giúp Thùy Dung đối phó với công an, cũng như không có chuyện giúp thông cung từ bên ngoài vào trại giam và từ trại giam ra ngoài. Bà Nguyễn Mai Phương nói bà thường xuyên gặp mẹ của Phương Nga để tâm sự nhiều chuyện. Bà Mai Phương cũng cho biết có nhận được số bức thư của Thị Dung và đưa cho mẹ qua hậu Phương Nga xem. Còn việc ai chuyển cho bà những bức thư này thì bà không biết vì có rất nhiều số điện thoại gửi cho bà xem. Bà Nguyễn Mai Phương nói mẹ qua hậu Phương Nga kể cho bà nghe về các mối quan hệ với các cơ quan, công quyền. Mẹ qua hậu Phương Nga có chạy án hay không thì bà không biết. Mẹ qua hậu Phương Nga được mời lên để trả lời luật sư. Bà cho biết bà Mai Phương và qua hậu Phương Nga có một mối quan hệ thân thiết, có lúc bà còn tỏ ra nghi ngờ. Bà Hồ Mai Phương, mẹ Phương Nga, kể bà Nguyễn Mai Phương thường xuyên liên lạc với bà qua Weber và hứa sẽ lo cho Phương Nga không tốn đồng nào. Mẹ qua hậu xác nhận bà Nguyễn Mai Phương thường xuyên đưa cho bà những lá thư được thông cung từ trại giam và bà khẳng định thư đó là do quản giáo đưa ra. Mẹ qua hậu khai bà Nguyễn Mai Phương hứa rất nhiều, tuy nhiên có lần bà đi ăn trưa ở quán cơm ở quận 1 thì gặp bà Nguyễn Mai Phương đang ngồi với một nhóm người được cho là người cùng phe với ông Cao Toàn Mỹ. Về phần mình, bà Nguyễn Mai Phương phủ nhận lời khai của mẹ qua hậu. Bà Mai Phương khẳng định bà không có quen ai, không có mối quan hệ nào với các cơ quan. Bà Mai Phương khẳng định mẹ Phương Nga già cả rồi không đọc được những lá thư nên bà đã đọc giúp. Những lá thư này là do quản giáo người quen của mẹ qua hậu Phương Nga cung cấp chứ bà không quen biết ai. We'll be right back.